Kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Sinh lão bệnh tử là chuyện đương nhiên và chúng ta không thể thoát khỏi cái vòng tuần hoàn đó. Và khi dần già càng lớn tuổi thì cơ thể chúng ta càng lão hóa, da chúng ta trở nên là bị trùng nhão và nhăn nheo. Và nhiều người ta mong muốn là làm sao để chúng ta có được cái tuổi thanh xuân kéo dài hơn, thì nhiều người lựa chọn cái phương pháp là phẫu thuật thẩm mỹ hoặc là những cái phương pháp điều trị làm trẻ hóa khác. Và một trong những đó chính là phương pháp căng da bằng chỉ. Vậy thì phương pháp này là phương pháp gì? Thì xin mời quý cô bác và anh chị hãy cùng với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Thanh, trưởng khoa phẫu thuật thẩm mỹ của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tìm hiểu thêm ạ. Dạ thưa bác sĩ, căng da bằng chỉ là phương pháp gì ạ? Thưa quý vị, việc mình căng da để làm căng, để mình thấy được cái làn da nó sáng bóng, thì mình kéo cái da bị chuồn về phía góc khuất đối với người đối diện, là mình kéo về phía của da đầu. Thì trước đây nó có nhiều cái phương pháp về phẫu thuật kéo và cắt bớt da thừa, tuy nhiên nó sẽ để lại những cái sẹo, và việc mà tránh các cái sẹo trên khuôn mặt là điều mà rất quan tâm của cái chuyên ngành tạo hình thẩm mỹ. Vì vậy người ta mới đưa ra cái phương pháp luồn các cái sợi chỉ có các cái gai dưới da để mà kéo ngược về phía trung tâm, là phương pháp căng da chỉ. Dạ, vậy thì cái phương pháp dùng chỉ căng da mặt thì cái chỉ này được làm bằng vật liệu gì và có cấu tạo gì đặc biệt ạ? Thường chỉ là được để có cái vai trò kéo dài và giúp cho cơ thể hình thành các cái sợi dây chằng ở dưới da, thì phải cần thời gian theo quá trình liền vết thương là tới 6 tháng. Vì vậy tất cả các vật liệu chỉ này phải là vật liệu không tiêu, vì nếu tiêu nhanh thì nó không còn vai trò kích thích cơ thể tạo ra các dây chằng để kéo cái da về phía tóc. Và như vậy rằng để có tăng cái độ bám dính thì các cấu trúc của các sợi chỉ này sẽ hình thành gai hoặc là lưới 360 độ. Em tìm hiểu trên mạng thì chỉ căng da mặt có nhiều loại, nhưng mà trong đó có loại chỉ tên là chỉ collagen tự tiêu. Vậy thì loại chỉ này thì có tốt không ạ? Đã thưa với quý vị rằng là việc tạo ra các dây chằng từ cân cơ mặt để giúp cho da mặt nó được kéo căng thì phải cần thời gian. Vì vậy các cái chỉ tự tiêu thì sẽ không đáp ứng được cái yêu cầu đó, mà phải cần cái chỉ tự tiêu. Ở độ tuổi bao nhiêu thì chúng ta có thể thực hiện phương pháp căng da mặt bằng chỉ? Việc da mặt nó bị nhão, nó không tùy thuộc vào tuổi mà tùy thuộc vào từng cá thể, từng khách hàng, từng bệnh nhân có đời sống sinh hoạt khác nhau thì có mức độ thương tổn của da và mức độ tái sinh của da. Tuy nhiên ở tuổi trẻ thì việc tái sinh cấu trúc da nó nhanh, từ 4 đến 8 tuần, còn lớn tuổi hơn thì thời gian kéo dài hơn, có thể đến là 4 tháng. Vì vậy việc căn cứ vào tuổi để đưa ra cái chỉ định là không hợp lý, mà tốt nhất là nên khám trực tiếp sức căng của cân cơ da mặt để mình có quyết định điều trị theo phương pháp nào. Dạ, về căng da bằng chỉ thì có thể thực hiện ở những cái vùng da nào? Vùng da mà thường mình thực hiện ưu tiên nhất, vẫn quan tâm nhất vẫn là vùng mặt, vùng cái nếp mũi má, rồi vào vùng cổ, cằm. Dạ. Phương pháp này được thực hiện như thế nào và nó có đau hay không ạ? Việc hạn chế cái can thiệp vào trong cơ thể cũng là cách để mà làm giảm đau, giảm viêm cho khách hàng khi mình can thiệp phẫu thuật. Vì vậy đây là một cái phương pháp đến thời điểm này là hạn chế đau thấp nhất về đau, về viêm, thì chỉ cần một điểm rất nhỏ mình có thể luồn được chỉ vào dưới da, vào cân da mặt. Như vậy sẽ phương pháp này rất ít đau và rất ít sưng viêm. Dạ. Căng da mặt thì có nhiều cái phương pháp khác nhau, mà trong đó thì có căng da mặt bằng chỉ và căng da mặt bằng filler. Vậy thì trong hai phương pháp này thì phương pháp nào tốt hơn ạ? Việc sử dụng các cái chỉ để kéo da mặt về góc khuất và về phía tai giúp cho cái bình diện trước mắt khi mình nhìn không có các cái điểm nhăn, điểm chảy xệ của da ở cái nếp mũi má, ở cái nếp khóe miệng,
thì sẽ giúp khuôn mặt tươi trẻ hơn. Tuy nhiên vẫn có những phương pháp làm cho lấp đầy các cái vị trí mà mình hõm ở dưới quầng mắt, ở nếp mũi má bằng phương pháp là tiêm filler từng điểm một với số lượng ít đủ để cảm thấy là da căng bóng hơn. Như vậy mỗi phương pháp đều có một cái chỉ định khác nhau tùy thuộc vào từng khách hàng. Những tác dụng phụ nào có thể xuất hiện sau khi căng da một chỉ? Khi sử dụng đúng cái chất liệu được FDA Mỹ công nhận và nhà nước Việt Nam cho phép sử dụng thì việc phản ứng đối với các chất liệu đó là rất hiếm, nhất đó thường mang tính trung tính. Chúng ta có những lưu ý gì sau khi thực hiện căng da bằng chỉ để tránh những cái biến chứng xảy ra không? Khi mình căng da bằng chỉ thì những cái ngày đầu tiên để cho cái chỉ nó định dạng được bám sẵn vào các trong cái vị trí mô ở dưới da thì mình hạn chế tác động trên da mặt, hạn chế massage, hạn chế là làm chùng da ở các cái vị trí đó ngược lại với cái tác dụng của chỉ. Và hiệu quả của phương pháp căng da bằng chỉ thì nó kéo dài trong bao lâu ạ? Như đã thưa với quý vị, tùy thuộc vào cái chất liệu ngày càng cải tiến từ sợi chỉ dai 2D 2 chiều, sợi chỉ tới 3 chiều không gian và sợi chỉ cấu trúc lưới thì giúp cho các cái mô sẽ phát triển vào trong các cái cấu trúc lưới đó, hình thành các dây chằng và giữ vững cái da mặt được căng. Thì vào các chất liệu tốt thì có thể được kéo dài từ 2 đến 5 năm. Xin cảm ơn chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Nguyễn Văn Thành ạ. Và nếu như quý anh chị và cô bác có những thắc mắc nào đó về chủ đề này thì chúng tôi rất hân hạnh được nhận những cái đóng góp của quý anh chị và các bạn. Chúng tôi sẽ giải đáp những câu hỏi này trong một clip sắp tới.